Mùa lễ hội đang diễn ra trên cả nước, có một thực tế đang tồn tại, đó là khi lễ hội, một trong những nỗi lo canh cánh của du khách, đó là giá cả các mặt hàng ở lễ hội hay như nhiều người nói nôm na là chặt chém. Tại Quảng Ninh, một số lễ hội ở khu di tích văn hóa đang thực hiện công khai niêm yết giá. Tuy nhiên, việc niêm yết giá vẫn còn nhiều điểm đáng bàn. Bánh tài 50.000 đồng 1 kg, xoài dầm 15.000 đồng, nước mía 15.000 đồng một cốc, nước lọc 10.000 đồng một chai, dừa 35.000 đồng một quả, xúc xích 15.000 đồng một cái, trứng luộc 8.000 đồng một quả. Đây là danh sách mặt hàng được niêm yết giá tại khu phố ẩm thực, bên ngoài khu di tích Đền Cửa Ông, Cặp Tiên, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Giá cả các mặt hàng đều ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, đó là bảng giá treo lên khi có đoàn kiểm tra. Thì chúng tôi cũng đã nhắc nhở là khi các hộ dân bán hàng là đều được phải niêm yết giá. Đấy, là công khai cho khách đến ngồi ăn cũng như là uống nước, nghỉ ngơi. Thì khi mà khách ăn uống là cũng phải đều biết được là cái giá mà chủ quán đưa ra. Cái chức năng nhiệm vụ của ban quản lý là sẽ phối hợp với an ninh cũng như là cơ quan của phường. Là nếu như mà quán nào của bác nào mà không thực hiện đúng là chúng tôi hình thức là phối hợp với phường là chúng ta xử phạt về hành chính và kiên quyết là không cho bán. Điều đáng nói là bảng giá chỉ là một tờ giấy, được viết tay chứ không phải chữ đánh máy. Tuyệt nhiên không có dấu đỏ hay chứng nhận gì của cơ quan chức năng, nên không ai có thể chắc chắn bảng giá này là duy nhất hay không. Bảng giá có thể dễ dàng tháo xuống hoặc thay thế. Một số quầy hàng thì treo bảng giá phía bên trong nhà, khiến du khách ngồi ăn mà vẫn chưa biết giá cả thế nào. Hôm nay chị mua trứng này và giá bao nhiêu quả? Em cũng chưa biết. Hiện nay, nhiều khu di tích văn hóa, lễ hội ở Quảng Ninh đã thực hiện niêm yết giá công khai để tránh tình trạng chặt chém du khách. Và rõ ràng, khi đi lễ hội, du xuân, khách hàng cũng thấy hài lòng, thoải mái hơn khi giá cả được công khai rõ ràng. Tôi mua quả dừa này hết 35.000. Năm nay em thấy là giá cả như thế này là hợp lý. Niêm yết giá đầy đủ, không thiếu cái gì. Không lo chặt chém bị thế nọ thế kia. Bán đầu mùa là mình niêm yết giá luôn. Cụ thể là như nào? Ví dụ như là nước mía là mình bán 15.000 một cốc. Rồi thì bánh tài bán 10.000, xúc xích 10.000, trứng 8.000, khoai thì bán 7.000 một lạng. Thì mình cũng hưởng ứng là giá để cho khách, du khách thì người ta đỡ thắc mắc. Nghị định số 131 năm 2013 của Chính phủ quy định rõ, phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng đối với hành vi không niêm yết giá, không bán đúng giá niêm yết, treo kéo, ép giá khách ở các lễ hội, dịch vụ văn hóa công cộng. Tuy nhiên, thực tế số trường hợp bị phạt có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì thế, người dân, du khách mỗi khi đi lễ hội, nếu không muốn bị chặt chém, chắc chắn đều cần phải nhớ nguyên tắc hỏi giá trước khi mua.